Tham mô toàn văn Việt ngữ trên như xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng thừa nhận còn nhiều lỗ hổng trong luật phòng chống tham nhũng. Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đang xem xét việc bán thêm cổ phần của công ty trước khi có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán. Indonesia đang xem xét tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài liên quan đến trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc do Giáo hội Công giáo quản lý chính thức được hoạt động tại Đồng Nai. Và ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, nhiều đại biểu Quốc hội của Việt Nam đã lên tiếng thừa nhận là còn nhiều lỗ hổng trong luật phòng chống tham nhũng tại phiên thảo luận về dự luật này diễn ra vào ngày 13 tháng 6 vừa qua. Đại biểu Nguyễn Anh Trí ở Hà Nội nói rằng cần phải sửa luật sao cho con thành niên của quan chức cũng phải kê khai tài sản, thu nhập, vì hiện nay có những cô gái mới chỉ 19 tuổi nhưng đã sở hữu biệt phủ rộng rãi, ngàn mét vuông. Ông Trí nói thêm rằng lò chống tham nhũng đã đỏ lửa nhưng nếu lỗ hổng trong luật vẫn còn thì không có thêm củi cho vào lò. Đại biểu Tạ Văn Hạc ở Bạc Liêu thì cho rằng cần xem xét cả các trường hợp từng giữ vị trí cao có nguy cơ tham nhũng, kể cả đã về hưu, và những người thân của quan chức đó cũng phải chứng minh nguồn gốc tài sản, vì nhiều trường hợp để người thân giữ hộ tài sản đến khi về hưu mới hợp thức hóa. Đại biểu tỉnh Bạc Liêu đề nghị công khai các bản kê khai thu nhập để dân giám sát giúp, vì cơ quan chức năng không đủ khả năng kiểm chứng mọi bản kê khai. Đại biểu Nguyễn Minh Đức ở thành phố Hồ Chí Minh thì nêu vấn đề rằng việc kê khai tài sản lâu nay rất tốn kém, nhiều loại giấy tờ phức tạp nhưng không hiệu quả vì tình trạng khai thiếu trung thực vẫn tiếp tục xảy ra. Còn đại biểu Phạm Trọng Nhân từ Bình Dương quan ngại về cách xử lý những cán bộ tham nhũng còn chưa nghiêm. Ông Dương nêu ví dụ 5 cán bộ hải quan ở Hải Phòng nhận hối lộ nhưng chỉ bị khiển trách. Tại phiên thảo luận thì đa số các đại biểu tán thành với quy định đánh thuế 45% tài sản không giải trình được nguồn gốc một cách hợp lý. Các binh chủng hai quân đội Việt Nam và Ấn Độ sẽ hợp tác nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Thông tin vừa nêu được đưa ra tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ bà Nirmala Sitharaman và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày hôm qua 13 tháng 6 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm của người đứng đầu ngành quốc phòng Ấn Độ đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6. Tin chính thức từ Hà Nội còn cho biết, hai phía sẽ duy trì các cơ chế hợp tác hiện có như đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng, đào tạo, nghiên cứu chiến lược. Bà Bộ trưởng Ấn Độ sẽ thăm một số đơn vị quân đội Việt Nam và gặp gỡ các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ ở Việt Nam. Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đã tăng lên rất nhanh trong thời gian gần đây sau khi New Delhi cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2016 để mua vũ khí Ấn Độ. Ấn Độ cũng đang huấn luyện các đội thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam, cũng như phi công Việt Nam lái máy bay Sukhoi. Liên tục trong những tháng đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm viếng Ấn Độ tháng Giêng và tháng 3 năm nay. Cuối tháng 5 năm 2018, tàu chiến Ấn Độ đã vào Đà Nẵng và diễn tập cùng với Hải quân Việt Nam. Trong buổi nói chuyện giữa các quan chức quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ, phía Việt Nam đã ca ngợi chính sách hướng đông của Ấn Độ đề ra từ nhiều năm nay nhắm tới việc khuếch trương ảnh hưởng của Ấn về phía đông, bao gồm khu vực Đông Nam Á. Ấn Độ cũng tham gia một ý định về liên minh gọi là Tứ Giác Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Mặc dù không nói ra, nhưng những nhà quan sát đều cho rằng liên minh này nhằm cản lại sức mạnh đang lên của Trung Quốc trong khu vực. Trong chuyến viếng thăm Ấn Độ hồi tháng 3 cũng như thăm Nhật Bản mới đây, Chủ tịch Trần Đại Quang đã tỏ ý công nhận liên minh tứ giác này. Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi, đang xem xét việc bán thêm cổ phần của công ty trước khi có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán vào tháng 4 năm 2019.
Tổng giám đốc điều hành công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, ông Trần Ngọc Nguyên nói với hãng tin Reuters hôm 13 tháng 6 rằng việc bán hơn 7,7% cổ phần nhà máy trong đợt đầu hồi tháng Giêng vừa qua là một phần thuộc kế hoạch của chính phủ Việt Nam nhằm cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi ngân sách và cải cách nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các công ty nước ngoài. Ông Nguyên còn cho biết trong một tuyên bố tuần trước rằng nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được nâng cấp vào năm tới nhằm tăng sản lượng từ 148.000 thùng mỗi ngày như hiện nay lên ít nhất 192.000 thùng mỗi ngày và có thể xử lý thêm nhiều loại dầu thô khác nữa. Ông cho biết nhà máy đang chọn một nhà thầu kỹ thuật trong số 7 công ty đã đăng ký đấu thầu cho hợp đồng này nhưng từ chối nêu tên. Trong nửa đầu năm 2018 đến nay thì nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn ước đạt lợi nhuận sau thuế hơn 120 triệu đô la, tức là khoảng gần 3.000 tỷ đồng Việt Nam, bằng 85% kế hoạch của cả năm. Indonesia đang xem xét tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Thông tin vừa nêu được Phó Tổng thống Indonesia Yusuf Kalla cho báo chí biết hôm thứ Ba ngày 12 tháng 6 năm 2018 khi tham gia hội nghị tương lai châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản. Ông Kalla nêu lý do sở dĩ Indonesia muốn tham gia CPTPP vì nếu hàng hóa của các nước tham gia CPTPP được miễn thuế và Indonesia vẫn chịu thuế thì hàng hóa Indonesia khó có thể cạnh tranh. Phó Tổng thống Indonesia hy vọng việc nghiên cứu CPTPP sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Sau đó, Indonesia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Ông cũng cho biết các nghiên cứu sẽ tập trung những ảnh hưởng đến sự cạnh tranh nếu tham gia. Sự thay đổi này là một bước ngoặt trong chính sách của Indonesia. Trước đây, nước này từng cho rằng TPP đã mất đi sức hấp dẫn khi Mỹ không tham gia. Indonesia đang tham gia vào một thỏa thuận thương mại lớn khác là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP. Tuy nhiên, vì quá trình đàm phán kéo dài, nên ông Kalla cho rằng Indonesia sẽ ưu tiên tham gia CPTPP. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, tiền thân của CPTPP vào năm 2017, còn lại 11 nước gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đồng ý duy trì hiệp định và đổi tên thành CPTPP. Thưa quý vị, CPTPP đã được ký kết tại Chile vào tháng 3 năm 2018 với sự tham gia của các bộ trưởng từ 11 nước thành viên. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 tới đây, thì chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi sẽ chuyển từ làn sóng ngắn sang phát thanh trực tiếp trên các trang mạng xã hội như là Facebook hoặc YouTube. Thời gian phát sóng vẫn là 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối giờ Việt Nam các ngày trong tuần. Quý vị có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do từ App Store có tên là Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại iPhone hoặc là Android để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi, cũng như là đọc và xem các bài vở. Trở lại với chương trình, thưa quý vị, một trường cao đẳng do Giáo hội Công giáo quản lý tên là Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được chính thức hoạt động tại tỉnh Đồng Nai. Đây là một trường cao đẳng đào tạo nhiều ngành nghề đầu tiên do một tôn giáo quản lý tại Việt Nam. Phóng viên Kính Hòa có bài tìm hiểu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong thư trả lời cho Đài Á Châu Tự Do, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Uy cho chúng tôi biết rằng việc cho phép Trường Cao đẳng Công giáo đầu tiên hoạt động ở Việt Nam là một bước tiến trong sự đổi mới của đất nước Việt Nam sau khi chủ trương xã hội hóa giáo dục được ra đời vào cuối năm 2016. Việc Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc do Giáo hội Công giáo quản lý được chính thức hoạt động
là một tin vui cho nhiều giáo dân Công giáo Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Viện, một giáo dân sống tại Sài Gòn, cho chúng tôi biết. Đối với tôi đúng là một cái tin rất lạ, cũng có nghĩa là một cái tin rất đáng mừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ 1975 tới bây giờ, một cái trường Công giáo mới chính thức được cho phép hoạt động. Trong cái chính sách mà gọi là xã hội hóa giáo dục đó, một cái trường tư nhân như vậy thì nó không phải là mới. Tuy nhiên, với một cái trường Công giáo thì phải nói rằng nó là một bước tiến rõ rệt trong cái chính sách của nhà nước, tạm gọi là đột phá. Ông Nguyễn Viện nhấn mạnh khía cạnh trường tư thục Công giáo, vì theo ông, người ta vẫn nhìn chủ nghĩa cộng sản và đạo Công giáo là hai quan điểm rất xa nhau về con người và về việc xây dựng một xã hội. Do đó, việc một trường Công giáo hoạt động trong lòng một xã hội vẫn do đảng Cộng sản cai trị là một điều rất đáng chú ý. Một nhà giáo đồng thời cũng là người Công giáo là tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cũng chia sẻ sự vui mừng đó. Thì mình chỉ thấy là mừng thôi. Tại vì mình tin là nếu Công giáo làm giáo dục thì trước giờ và ở nhiều nơi thì họ cũng làm cũng tốt. Thì mình biết là giới Công giáo cũng rất là muốn trở lại hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đã có nhiều cái vận động chính thức cũng như là không chính thức để mà được hoạt động. Việc vận động cho một cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo đã trải qua thời gian rất lâu dài. Trong bức thư của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Huy gửi cho chúng tôi, ông kể rằng việc vận động thành lập một trung tâm dạy nghề đã bắt đầu từ năm 2004 với sự giúp đỡ của ông Phạm Thế Duyệt, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và từng là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Giáo hội Xuân Lộc đã được phép thành lập trường dạy nghề 4 năm sau đó. Và vào năm 2017, các linh mục ở Xuân Lộc nhận được giấy phép nâng cấp trường trung cấp dạy nghề lên thành trường cao đẳng. Vào năm 2014, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Độc cũng đã từng đề cập đến ý tưởng xây dựng một đại học Công giáo đầu tiên tại Việt Nam. Cũng trong năm đó, Đức cha Nguyễn Thái Hợp ở Giáo phận Vinh có nói với chúng tôi rằng vào đầu năm 2013, một số nhân vật cao cấp trong chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho việc thiết lập các cơ sở giáo dục của Công giáo, nhưng không hiểu vì sao vẫn không được thực hiện. Bà Vũ Thị Phương Anh nói rằng bà không biết tại sao là như thế. Cho đến nay, chỉ có trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là cơ sở giáo dục cao đẳng đại học đầu tiên do một tôn giáo quản lý được chính thức hoạt động. Cũng có những sự nghi ngại đối với thiện chí của đảng Cộng sản về việc cho phép tôn giáo hoạt động giáo dục. Linh mục Phan Văn Lợi sống tại Huế nói với chúng tôi. Đây là một cố gắng của Giáo phận Xuân Lộc để mà nâng đỡ cho các sinh viên học sinh nghèo đấy. Thì đấy là một công việc bác ái rất là có ý nghĩa. Nhưng mà cái điều đó cũng chưa nói đến rằng là cái nhà nước này là họ có một cái sự khổng khoáng cởi mở về vấn đề giáo dục. Một trong những điều tạo nên sự nghi ngại đó của Linh mục Phan Văn Lợi là việc bắt buộc dạy chủ nghĩa Mác Lênin trong các trường Việt Nam từ trung cấp trở lên. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Huy xác nhận với chúng tôi rằng trong bộ luật giáo dục hiện hành của Việt Nam, các môn giáo dục chính trị là bắt buộc trong năm học đầu tiên. Việc bắt buộc dạy chủ nghĩa Mác Lê không những đối với các cơ sở giáo dục đa ngành bình thường, mà còn cả đối với các trường hoàn toàn mang tính tôn giáo của các tôn giáo khác nhau. Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh nói với chúng tôi. Bây giờ làm sao được một ông linh mục và là đang dạy cho cái học viện Đa Minh, là đào tạo thần học trùng sinh của trường đó, vẫn phải dạy. Tất nhiên là họ không dạy, họ phải mời những người của nhà nước vẫn phải dạy Mác Lênin. Trong chương trình của Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi đào tạo các tăng sư cũng có môn học về chủ nghĩa Mác Lênin. Tuy nhiên, nhà văn Nguyễn Viện lại có góc nhìn lạc quan hơn sau khi theo dõi sự kiện trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc của Giáo hội Công giáo được ra đời. Bên cạnh cái chủ nghĩa Mác Lênin đó, thì ở cái trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc mà tôi có tìm hiểu đó, tất cả các học sinh ở đây vẫn được giáo dục theo một cái tinh thần riêng của người Công giáo. Một cách cụ thể là họ vẫn phải học giáo lý vào những ngày cuối tuần, đồng thời mỗi ngày thì phải sáng phải đi dự thánh lễ Misa, buổi tối thì phải đọc kinh chầu thánh thể. Như vậy thì có nghĩa là cái tinh thần tôn giáo Công giáo của trường vẫn được đề cao một cách tuyệt đối. Đa nguyên có nghĩa là chấp nhận những ý kiến, những nguồn gốc khác nhau trong một xã hội. Nhà văn Nguyễn Viện cho rằng sự đa nguyên về kinh tế, về giáo dục và về chính trị nữa là những điều cần phải làm cho tương lai của Việt Nam. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình Off-Air được phát hành trực tiếp
buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ Bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, chương trình truyền hình RFA mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng nay ngày 14 tháng 6 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay, 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trần Nhân xin cầu chúc quý vị một ngày đầy niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.